Em mới về được hai em nữa ha, nhưng mà cũng đi hết em rồi, chỉ còn em nữa thôi. Bác nào mà có nhu cầu thì ok, anh báo em cái full thùng hộp shop luôn nha, full luôn băng keo đầu tiên của Anker luôn. Con này Anker bao pin 18 tiếng nhưng mà có điều em nghĩ chắc cũng tầm 13 tiếng là khoảng, tại vì do tùy theo mình chỉnh volume này nọ nữa, bao lực nha mấy bác. Con này thì là em giao rồi nha. Vương cười khi biết em là người.